Insultar, động từ là xúc phạm. Insultar. Amenazar, động từ nguyên mẫu là hăm dọa, đe dọa. Amenazar. Tính từ giống cái, la represión, có nghĩa là sự đàn áp. La represión. Chẳng hạn như mình có cái câu là Los datos biométricos la nueva arma de represión que amenaza a los afganos. Có nghĩa là en dato là dữ liệu, những cái dữ liệu biometrico, biometrica có nghĩa là tính từ thuộc về sinh trắc học, thuộc về sinh học. Những cái dữ liệu thuộc về sinh trắc học. Cái tính từ này nó bổ nghĩa cho giống được số nhiều nên đu đu ha. Biometrico, biometrica. Những cái dữ liệu sinh trắc học. La nueva arma. La arma là vũ khí, nueva là mới, là cái vũ khí mới. Cái chữ mới chuyển ra phía trước để nhấn mạnh cái chữ mới. De represión, của cái sự đàn áp. Sự đàn áp này như thế nào? Kê, cái sự đàn áp nó. Amenazar, có nghĩa là hăm dọa, đe dọa khi mà chia cho nó, anh ấy, cô ấy đàn áp. Nó, cô ấy, anh ấy đe dọa. Thì nó sẽ là amenazar. Đuôi A ha. Có nghĩa là cái sự đàn áp này, cái sự đàn áp này nó đe dọa, nó hăm dọa tới ai? Los Afghanos là những người Afghanistan. En Afghano có nghĩa là người Afghanistan ha. Los Afghanos là những người Afghanistan. La querella, lời phàn nàn, đơn khiếu nại, lời khiếu nại. La querella. En comprador, la compradora có nghĩa là cái người mua hàng. Giống đực giống cái. En comprador, la compradora. En rigor, sự nghiêm khắc, sự nghiêm ngặt. En rigor. Chẳng hạn như mình có cái câu là La querella contra el comprador de un piso que se quejó en la red se vuelve contra la promotora carece de mínimo rigor. Cái câu này nghĩa là sao? Cái lời phàn nàn chống lại một cái người mua căn hộ. Un piso là một căn hộ. Cái lời phàn nàn chống lại một người mua căn hộ. Cái mà đã được phàn nàn ở trên cái mạng internet, cái mạng mạng lưới ở đây là mạng internet, direct là cái mạng lưới. Nó đã quay ngược trở lại, se quen về. Nó đã quay ngược trở lại chống cái nhà phát triển địa ốc. La promotora là cái nhà phát triển. Ở đây dịch đó là chủ dự án địa ốc thì hợp lý hơn. Đó. Có nghĩa là cái lời phàn nàn để mà phàn nàn một cái người mua căn hộ đó mà trên internet đó, cái lời phàn nàn nó đã quay ngược lại, nó chống lại chính cái nhà cung cấp căn hộ, cái nhà chủ đầu tư. Carecer có nghĩa là thiếu thốn. Carece là nó thiếu. Thiếu cái gì? Thiếu cái minimal rigor có nghĩa là cái sự nghiêm khắc tối thiểu. Thiếu cái sự nghiêm khắc tối thiểu, cái sự nghiêm ngặt tối thiểu. Có nghĩa là có một cái người có một cái lời phàn nàn chống lại cái người mua căn hộ, chửi cái người mua căn hộ. Nhưng mà rốt cục cái lời phàn nàn trên internet đó nó đã quay ngược lại, nó chống lại chủ đầu tư. Từ đó người ta thấy được là thiếu đi một cái sự nghiêm khắc nhất định, sự nghiêm ngặt tối thiểu ở trong cái tiêu chuẩn. La Defensoría, văn phòng thanh tra. La Defensoría.